Anh thực sự muốn bán căn nhà mà bố mẹ anh để lại à? Cô hỏi vậy là có ý gì? Vì theo tôi thấy, em gái của anh muốn giữ lại ngôi nhà kỷ niệm. Mà những giá trị thuộc về kỷ niệm thì tiền không thể đo đếm được ạ. Mộng muội, thích thì nó cứ giữ lại thôi. Nhưng tôi cần phần của mình. Chấm hết. Thế vậy tại sao anh không bán phần đất không liên quan đến ngôi nhà ạ? Cô không hiểu thế nào là đất có giá trị à? Đất thì nằm ở phía đằng sau, căn nhà trình hình ở phía trước, lối vào thì bé tí. Bán được bao nhiêu? Vậy trong trường hợp em gái của anh vẫn nhất quyết không chịu thỏa thuận thì sao ạ? Chị biết rõ là tôi muốn đẩy cái vụ này nhanh hết sức có thể. Chị có bàn giao cho luật sư nào thì phải tìm người thiện chiến. Tôi đang cảm thấy sai lầm khi nghe chồng tôi đến đây đấy. Chị cứ bình tĩnh. Vụ này không có gì là khó khăn cả, nhưng phải làm theo trình tự. Tôi yêu cầu thay luật sư khác cho tôi. Cô Phương không hợp với kiểu của tôi. Ấm ấm ớ. Anh ơi, thật sự thì bọn em chỉ đang đưa ra nhiều tình huống để mình phân tích thôi. Anh yên tâm anh ạ. Ngày mai em sẽ đi cùng chị Phương để giải quyết dứt điểm vụ này. Thỏa thuận thì đã soạn sẵn rồi. Bọn em sẽ cố gắng thỏa thuận làm sao mà có lợi nhất cho anh. Tài sản thừa kế do bố mẹ để lại, nếu không có di chúc thì sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Các con đều có quyền được hưởng quyền thừa kế như nhau, bất luận là con trai hay là con gái. Tuy nhiên thì để ra tòa rất mất thời gian. Mà cô Hoa lại không được hưởng 1 tỷ từ phần của anh nữa đâu. Cho nên là anh cứ yên tâm anh ạ. Em sẽ xử lý làm sao mà thật êm và ai cũng vui. Ôi, cô chú hiểu luật thì cứ giải quyết gọn gàng cho anh. Xong việc thì ngoài phí dịch vụ, anh sẽ có một chút gửi hai người. Chị đúng rồi. Lâu không quay lại nghề, thiếu sự nhạy bén. Mình cần phải mềm mại hơn một chút, vừa được việc mà lại không làm sai luật. Anh ta đang cố tình đẩy đến tham cho em gái. Tôi tiếp xúc với cả cô Hoa, mọi việc cứ như anh ta nói đâu. Những gì chị nghe thấy, nhìn thấy mới chỉ từ một phía là cô Hoa. Có gì chứng minh phán đoán của chị là đúng đâu. Bây giờ giả sử nhé, đặt trường hợp cô Hoa mượn bệnh tật của đứa con để giành đất thì sao? Không, với những gì tôi chứng kiến và lương tâm tôi mách bảo, tôi tin cô Hoa. Anh ạ, anh về trước nhé. Vâng, anh về. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Chị gái ơi, thay vì bảo vệ lợi ích, chị lại quay lại đối đầu với thân chủ à? Chị đừng lo việc bao đồng nữa, cứ làm tốt phần việc của mình thôi. Anh em giành giật lẫn nhau là lỗi của bố mẹ họ, không phải việc của mình. Từ lần sau, những cuộc như thế này, cậu đừng vin vào từ quan trọng để lôi tôi đến nữa. Thôi rồi, chị về nghỉ ngơi đi. Sếp Dung đang muốn kết thúc nhanh vụ này để làm việc khác. Mọi chuyện ổn chứ? Lúc này ở trên tòa nên cũng không thể nào trao đổi kỹ với chị Dung được. Chị Dung quyết định để Cảnh tiếp tục vụ này, còn tớ sẽ hỗ trợ. Chị Dung cũng là bất đắc dĩ thôi. Như vậy cũng tốt mà. Tớ nghĩ mình nên bắt đầu công việc như một luật sư thực tập, vậy sẽ tốt hơn cho tớ. Cũng tại vợ ông Lượng làm mình làm mấy muốn đổi luật sư, nếu không sẽ chấm dứt hợp đồng với bên ta. Tớ hiểu và hoàn toàn thoải mái với quyết định này. Tớ sẽ trao đổi lại với chị Dung, nhưng tớ tin cậu sẽ xử lý tốt vụ này. Nếu có vướng mắc gì thì cứ nhắn cho tớ biết. Phương, tự tin lên.